Phòng công an với bác Hải Già đang trên đường đi vào từ đường của cụ Nguyễn Khuyến, một trong những nhà thơ rất nổi tiếng của mảnh đất Hà Nam miền Bắc, mảnh đất Hà Nam nói riêng và miền Bắc nói chung, nổi tiếng cả nước về tài làm thơ của cụ thì vô đối. Sau mỗi những du, nếu mà nói về thơ cổ, đúng không? Đường xá được đổ bằng bê tông kiên cố. Phong Lam lần đầu tiên xuống ở đây và đi theo cảm tính. Nhìn thấy ở trên bản đồ thì Phong Lam của cụ quay lại. Đường này là đường ra Nghĩa Trang. Lòng vòng quá nhỉ. Nhấp cầm đấy hả? Không. Đường thì che khuất nên cũng lần đầu tiên xuống khu vực Bình Lục này. Đây là huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nhiều khả năng là dòng Phong Lam sẽ đi chính xác vào tới nhà của cụ. Đây chúng ta đi thẳng. Đây con đường rẽ trái của tôi chúng ta. Nhà của cụ nằm ở đây. Này chúng ta sẽ trái. Rẽ trái. Cứ rẽ trái. May mắn thì chúng ta sẽ vào thẳng tới nhà. Nếu không thì chúng ta lại hỏi, mà hỏi không ra nữa thì chúng ta quay về. Đây thấy đẹp chưa? Đây là giếng làng. Giếng làng. Đây thấy mưa tổng lớn đây rồi. Thấy tổng lớn đây chắc tổng làng. Tổng lộ tổng làng thì chưa. Con hỏi cái xem nhà. Vào nhà cụ Nguyễn Khuyến đi đường nào? Dạ các bác ơi. Ở chân rồi. Rồi bác đấy, bác thợ bác cho biết là đi thẳng, cứ tiếp tục đi. Đi thẳng. Cứ hỏi cho nó chắc ăn. Đây là cổng làng đang còn xây. Cổng làng này có vẻ hơi bé. Đây có đường nhựa này. Thế là đi đúng hướng đấy chứ nhà. Đi đúng đường, đúng hướng. Đấy. Cao bèo. Đây. Chúng ta hỏi tiếp. Không, cứ hỏi đi. Bác ơi, cháu hỏi vào nhà thơ cụ Nguyễn Khuyến đi đường nào đấy ạ? Đây, trăm mét nữa đúng không? Có cổng không? Có cổng. À rồi, cảm ơn. Đi thẳng. Trăm mét nữa không có cái ngõ bên trái. Ngõ ba này có một cái chợ. Chợ tóc, chợ này gọi là chợ tóc. Ngoài Bắc rất là nhiều chợ tóc. Đây, chúng ta chắc có cái lối vào đây rồi. Đây, chúng ta
À đây. Nhà thờ Triệu Tuyến đây. Ta đã đến nơi và đi. Ba cũng ghé thành cái vật sắc. Đây là cái cổng của nhà cụ. Đây là cổng vào nhà cụ. Cổng này, cổng vào. Cổng vào của nhà cụ. Hội quy. Chúng ta đã đến. Chúng ta đã đến từ đường, cũng có nghĩa là nhà của cụ Nguyễn Tuyến, nhà thơ Nguyễn Tuyến. Đây là sông Lam và bác Hải Gia sẽ đi vào bên trong. Đây là cái cổng còn nguyên bản của thời cụ cuộc sống của gia đình cụ. Đây là khuôn viên trước khu tưởng niệm trước từ đường xin đến xin quẻ thì cụ phù hộ độ trì. Cái ý của các cụ đấy đúng không? Nam Tuyên Tiên Tổ ngay cụ vào Kinh Tinh Huế để dự cái buổi sinh nhật của nhà vua đúng không? Hay là hoàng hậu gì đấy. Và qua cụ có lấy gì đâu, cụ xin mỗi ba hạt nhãn, ý nói là đậu đậu ba bảng nhãn đấy, đề cao cái sự ngọc vật. Tương đêm mới, bây giờ cũng mua lại thôi.